Bây giờ bữa nay em tiếp tục xuống khu vườn đi bồi đất với cha em á cả nhà. Bây giờ cha cũng bồi tới khúc này rồi. Gái em sáng giờ đi dọc sình nè. Quên. Chào cô chú. Thì bữa nay đi xuống chắc mò ít cá dưới mương lên nè. Là lẩu mắm ăn cả nhà ơi, không biết thành quả sao đâu, không biết. Thì em Đạt với ba em với mấy em nhỏ đang bồi ba cái ổi chanh với mít hả, cái chanh tí hon hả. Nó ngon đâu. Thì em cũng gửi lời cảm ơn đến cô chú anh chị và các bạn đã xem video và ủng hộ cho em. Em ra tới chỗ rồi cả nhà. Đạt Chào cả nhà. đang mồi đang mồi gốc ấy. Chào cô ngoại kìa. Chào cả nhà. Ba em ba em đang vét mương bồi ba chanh với ba ổi nha nè. Thì có mấy đứa em làm tiếp. Ủa nè, nón là quên rồi, nón vô con. Ủa nay quậy chết luôn rồi. Mà mẹ mới biết chắc bà buồn lắm hả trời. Hả? Chắc bà mẹ bà biết chắc bà buồn lắm ha. Không, bà cưng vô đây chứ nó lộn. Rồi hai cái vô lưng. Đâu ngóc mặt lên vô mình cho cô chú xem ơi. Ôi ơi. Chú mang một cá vô bữa nay quậy chết trời. Động động về hồi cá vô hang đó là cá vô nhóc luôn. Hồi lúc bòi đợt trước cũng có vô rồi, em đăng cái áo mặc vô mình mẩy kìa. Ngồi đội nón vô con. Nó không được, không thấy đường. Đội nón vô. Rồi đúng rồi, qua cái mít lên đó. Lóc luôn nè. Được chưa? Chanh với ổi của ba mình nè. Cũng ra mớ trái rồi nha. Thì ba mình đang bọc. Thì cũng còn tơ lắm, chưa có bự hung á. Mít thì còn nhỏ. Ổi. Thì cái đồng lúa cả nhà khoảng tầm mơi dưới mốt rồi có cắt, giờ chín quá chín luôn rồi, máy cắt không kịp á. Cái đồng cũng còn rất là nhiều, cũng chưa cắn. Bên đây là xóm đồng 1, còn bên sông là xóm đồng 2 cả nhà. Hả, cá gì đụng tay hết hồn nha, tưởng gì không. Cá có phi bự á. Xuống quậy nè. Đây để xuống quậy giết cho. Không thấy được. Ấy cái nón lên con. Ừ. Ôi con gái. Bữa nay xuống vườn quậy rồi. Con gái bữa nay không có học đó cái này. Bữa nay mơi có học không? Không. À, có lộn. Mơi có hả? Dạ mình cũng mới gà cả nhà ơi. À, xã cũng mới nấu cơm ở trong nhà xong rồi ra đây. Cá có phi bự. Hả? Cá phi bự không phải. Ê cá lóc hả? Cá lóc hả? Bắt cá bự thấy trước đi. Hai con. Con cá lóc cứ ra. Cá lóc ra hả? Ừ, cá phi à. Đội nón hướng quỳnh. Ồ thấy bờ đi. Cá phi khủng cả nhà ơi.
hết hồn cá phi luôn. Còn cá lóc nữa hả? À. Có phi cái nửa ký cái nhà. Cá chê hả? Cá chê. Ồ vô mánh nữa rồi. Em cầm cái à. Bỏ vô. Cá chê. Nhẹ nhẹ thôi nha. Được không móc đất ra. Xấu quá. Đợi anh đẹp thì con đi bơi. Ủa lộn, không phải. Con đi múc hoang. Tập bơi đi nghe Bình. Con biết bơi mà. Bự hay nhỏ đạt? Được, bằng tay. Ừ. Ê, gọi. Rồi, nhảy ra luôn. Thấy nhảy ra luôn mà. Rồi, nhảy một con nó chơi. Còn con nữa. Hai con luôn hả? Còn con nữa. Cái con nó nhảy ra nãy thấy luôn mà. Con này không biết con gì nè. Đâu mình cặp luôn. Trời ơi, cái chân anh. Trời ơi, cái chân anh đẹp. Dài dữ vậy. Cái chê nó này. Tới không? Ê, cá lóc. Ý. Mò, cá lóc với chê quý. Ồ, cá lóc. Hãy lên bờ đi. Ừ, nó bị cong rồi. Ừ. Ồ, cái lóc đó nhà ơi. Mới bị tạt. Ừ. À. Ngon quá cả nhà ơi. Tiếp tục cái đạt ơi. Thả nó lên. Ừ. Để cho hồi vô kia ha. Đi, tiếp tục lùa dài đắng đi. Đi qua đây. Chạy đi mà miếng có quần được. Ồ, chạy con gì chạy bự lắm đẹp ơi. Nó đụng tay mà. Mới chạy rồi thấy không? Nó mới đụng tay. Bay con. Luôn à. Mới đụng tay con. Cái này mà có lưới kéo nha. Đu vòng với nhiều. Có cái con vậy. Chờ đi trước mày đụng cá nè Quỳnh. Đi đi. Đi đi. Trời đụng cá nè. Này hồi hai lũ mắm hay đạt hả? Làm lũ mắm à? Làm lũ mắm đi nhanh nhanh đó. Mương vườn của cha em cũng lâu lâu á, cha em khui bắt á cả nhà. Giờ này lúa trên ruộng người ta khai xuống á, cá vô trong mương nên bữa nay mình tranh thủ thời gian mò ít để dùng bữa cơm. Bữa nay con gái xuống ruộng quậy quá trời quậy luôn. Trời ơi. Ấm nha. Họ cho mình đụng cá. Có cái vớn chặn đẳng. Cho cá bự vô vô vớn dễ bắt. Ở đây có cái chanh vậy. Chanh bự quá trời kìa, chanh chanh dễ tay. Chanh hoạt động. Ôi chanh nó không biết chanh gì đi cả nhà. Trái khủng khiếp luôn, bự hơn tay em nữa. Ôi ôi. Cái gì giữ thần luôn đạt. Ôi, ôi. Ôi, ê, ở đây có cá chim. Ở đâu cá chim vô ngôi vườn đó cả nhà. Khủng hai con luôn. Bạn nãy phóng lên bờ ngon rồi. Ờ, phóng lên bờ nhảy xuống. Vậy là hồi nó chuối vô mấy hang đó. Ừ. Ủa, hai con luôn. Ôi hết hồn cá bự. Ừ. Bên vườn có cá chim nữa. Có không còn xin nhăn nữa. Đi rồi này. Trời ơi sao anh đẩy cá dậy quá vậy. Bay vô luôn. Anh đẩy bà luôn ngon rồi. Hai cá hết hồn bự luôn. Mà khó bắt lắm cả nhà ơi. Nguyên nước sâu với chạy lên sao. Ồ hai cá chim nó bắt được là đủ luôn. Bả luôn. Cái mẹ ông cũng bơi đi mẹ. Trời. Ừ. Cái này giúp cứu đụng gì cha.
Dội rồi nó vô vớn, dở vớn có không ta? Khôn quá. Có không? Không. Không tông không hả? Ê, ê. Từ từ. Mạnh vậy? Từ từ nha, chừng chuột cái đạt. Chuột ơi, dính rồi. Có chừng chuột đó nha. Nhẹ thôi nha. Biết ngay mà, đụng mấy đầu kia đó, đầu này nó vô rồi. Ôi, chảy lên thấy đó. Ngồi đây. Ê. 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 Wow, ngon rồi cả nhà ơi. Ôi. Ừ. Biết ngay là đụng mấy hang kia, hang này vô rồi. Wow. Phải biết đã luôn cả nhà ơi. Ừ, được hai con rồi. Nhưng cá phì nó cũng nãy đừng bắt được mấy cái chim rồi, ngon rồi ha. Ừ. Dạ. Đâu? Bự không? Cũng bự, giống con cá rô phi vậy á. Giống con cá rô phi vậy hả? Ê, con cá rô phi. Đâu? Cá rô phi. Nữa hả? Biết ngay mà, hai này. Rồi. Hai con cá lóc với con cá rô phi rồi cả nhà ơi. Em đặt 9 con đó nữa nè, có lý rồi. Cái hang này lúc là biết ngay đụng là nó vô à. Ở trên đó hang nữa kìa. Đụng mà đụng tới cái đuôi đó. Ủa mương là mình chưa mò phải không? Chưa. Mình đụng mấy mương kia đâu có dâu mương cái hang nè. Ừ. Ôi, để ở đây cút cái hang nè. Để vậy dính lại cho anh Đạt mò. Nhỏ. Sâu lắm á Đạt. Trời cái hang này mới sâu rồi cha. Dính lại đi hồi anh Đạt lại bắt con. Mặt mũi dương trộn rồi. Nắm được cái đuôi nè. Kéo cái nọ lên coi. Cá rô phi nằm ngược phải không? Ừ. Nằm ngược khó kéo ra lắm. Một rô phi, hai rau kiến. Nằm ngược là dướng mấy cái gai là. Wow, chính chắc rồi đã. Rô phi ngon quá rồi. Ê, chừng vô cá nước. Đây cả nhà. Bệnh lên đi. Rồi. Wow, con cá này không bằng cá hồi nãy cả nhà. Quá đã luôn rồi. Từ từ đến thịt hết mấy hàng đây cái. Yeah. Cái này có lỗ mắm thiệt rồi. Mắm này ngon. Em bỏ vô em, bỏ lưới rồi hết rồi. Nó có lỗ mắm ăn rồi. Được hai cái lóc với hai cái phi rồi cả nhà ơi. Wow. Mình kiếm con hai con nữa là ngon rồi. Hôm nay có em đi ruộng là lên phải có có cá. Đâu đâu sao nó làm sao? Phải không? Kiếm mấy cái hàng này vô đó nè. Đụng mà hỏi nó vô đấy kìa. Đây có cái hàng nè. Thọc hớ quên. Đặt thả lưới này. Cái gì hả? Cá. Chạy ra hả? Ừ. Bự không? Bự. Cá lóc. Ồ. Sao con vác luôn. Chạy. Cái chồng kịp đâu. Nó trơn quá rồi không? Đụng cá la làng luôn cả nhà. Dính không? Hết hồn, cá bự quá. Xem ghê vậy? Cái nhỏ đèn lượn mà đi được. Không có rồi thôi con. Không có. Nó chị rồi. Uống nước vô, châm xăng vô lần lội tiếp. Bữa nay lâu lâu cho bé xuống giường quậy một bữa cả nhà ơi. Lâu lâu thì con em nó học á, thì cho nó giải trí một tí cho nó xuống giường. Kiếm cái kiến rồi quên. Đâu? Cái hàng lên nó mới đào. Ừ, cái kiến làm ổ á. Cái kiến nữa nó có con nhiều. Mình chép qua chợ nè quên. Ốc nổi sừng. Ý bắt được ốc bự luôn. Nãy phá anh là anh thục là dính cá lóc bự rồi. Cá lóc mình bắt đâu có được. Nếu con không bắt dính cá lóc là cô chú khen con dữ lắm đó. Không sao, chút nữa con sẽ được. Chạy lên lưng anh Đạt. Ủa, cái chân anh Đạt. Cái chân anh
cá lóc bự. Chân nhanh đẹp. Cái gì Quỳnh? Này quậy quá quậy luôn rồi. Mấy con cá lóc mà gặp con chắc nãy giờ xong rồi. Có bắt dính không mà sao không? Chưa chưa. Kiểu này chắc lớn lên chắc làm gái miền Tây nữa nè. Dính cá lóc chạy ra đâm ngay hàng mọi luôn. Dính rồi hả? Đậu lại. Thấy bờ rồi. Thấy thấy xích cho bờ. Tự nhiên vừa bịch cái hang mỏi đâm ngay đúng hang đó khao luôn. Wow, được ba con rồi cả nhà ơi. Vừa bịch cái hang nhỏ đó luôn, phục cái anh bay ra ngay luôn, chụp dính luôn. Bỏ bọc em. Trời ơi, nó đây. Mẹ nó lột xuống dưới. Ghê không Quỳnh? Im rồi, im rồi. Ngồi lỗ mắm này ngon rồi cả nhà ơi. Nhớ hai con cá luôn phi rồi đúng không cha? Đương Quỳnh bắt cá lóc đó là giục nữa rồi. Là nó như những đó luôn rồi. Bữa nay xuống tính cắt lúa bắt chuột mà thất thu rồi. Thì mấy anh em mình qua bên khu vườn mò mớ cá. Làm lỗ mắm anh. Lỗ mắm à. Ôi trời. Hả? Thôi đương Quỳnh là vụt đó. Dạo bên kia nè, dạo bên đây của anh nè. Nè cho đồng hình cá nè. Nè bên đây nè. Nhanh đi hồi nó chuồn cái đói luôn á. Ôi trời. Thiệt không? Bá không? Không. Thôi trời bắt cầm nhìn đói. Ồ. Trời ơi. Trời ơi. Ý nạt dính. Không chịu hả? Thôi. Dạ, không đi. Rồi, thêm con nữa cả nhà ơi. Bốn con. Có lý rồi. Nhúng miếng nước cho cá nấy nghe. Wow. Dính cá gô hồi nãy em quay không kịp. Ôi mấy cái lóc ngon quá rồi cả nhà. Còn hai mương nữa. Anh Đạt ra tuốt trước rồi kìa, anh hàng ra anh Đạt dành hang hết trơn kìa. Lộn nổi hả? Không, nó dính. Mắc lầy rồi, lên bờ đi con. Đâu? Nó vô hang cá lóc có phi nữa. Ồ, nãy hai con cá chim bự hết sức luôn. Hai cái chim nó còn có hơn nửa ký á. Có hai cái chim nữa mà bắt không được. Nãy nó bay hơn tên lửa nữa. Ngang bay dùng một cái. Này kỳ quá à, em cho em đi chưa. Rồi bay luôn, bộ xích bay ngang bút cá luôn. Hết bên đó. Vô tắm đi Quỳnh ơi. Vô tắm con. Vô phụ mẹ làm lẩu mắm nè. Bên 20 kia chưa mò đặt. Cái hàng bên cuối bên đó đó. Đây chứ vậy. Hai anh em mình nè. Mò cái mương này. Mương nữa coi có không cả nhà. Cứu em đi. Cũng, cứu em đi. Chưa nắng quá trời. Đây có hang rồi đã. Chị chuẩn bị vô chế biến. Từ từ Vĩnh nói nè, Vĩnh nói. Có rồi. Có không? Không. Mương này có nữa đó. Có hang rồi có vô. Mẹ sao mẹ em đi nấu ăn đi. Ờ hết chưa bắt xong mà đi nấu ăn đi. Ê có hàng. Lỡ hết nổi đu anh Đạt à. Có.
Hết nổi hả Quỳnh? Cái gì vậy? Cá gì nhỏ. Đây ít than ha. Ít than nhưng mà cá nó nhiều. Anh thấy không có cá chạy. Anh đang đứng cái chân vô đây. Bơi mà hai chân mà lấy hai chân đỡ lấy gì bơi Quỳnh? Lặn xuống cái hai đứa lặn luôn. Ốc nè. Ốc nè. Trời ơi, ốc đây. Đây cá ốc này chứ. Thôi. Ê, cá ốc, cá ốc. Dĩ nào? Ồ, hay ta. Nó chạy lên bờ dính luôn hả? Quá siêu đẳng. Từ từ nghe Đạt ơi. Món ăn của mình đây. Đâu rồi? Hay trời. Nó chui hả? Nó chui hả? Ồ, bữa nay vô vậy. Trời ơi, con Quỳnh nữa. Cái gì? Sao đúng vô chỉ vô chui ra vô Quỳnh. Gan con nữa hả? Thiệt là tình chứ Quỳnh. Không biết gì đâu. Wow, đây này cả nhà. Ôi, cái mương này tết mà không có khui ra được. Không có Quỳnh là nãy giờ con đó xong với anh nữa rồi. Ừ. Mấy con người ta, 5 con phải không? Từ 5 cá lóc rồi cả nhà. Wow. Hôm nay có lý rồi. Đâu có bể đâu. Ờ, à, vẫn nhện. Hai con Quỳnh thọt ra chuyện con hả Quỳnh? Thiệt là tình Quỳnh, thiệt. Em không có biết gì đâu. Em chỉ biết thôi chứ em không có biết. Phải để con đó là con đó tới một chuyện nhanh rồi. Nó chạy ra hướng nào Quỳnh? Chạy ra hướng ăn sao kìa. Xong rồi. Mất tiêu con cá lóc nữa. Nãy ông Quỳnh làm sẵn hai con rồi đó. Quỳnh này kỳ quá. Cái chân nãy giờ mò kiếm từng con Quỳnh gặp rồi làm sảy hết chứ. Đây để em, lấy để em. Hai năm vượt nữa vậy, đừng đút vô. Trời ơi, ngồi xuống mất đi cái đầu luôn. Cái gì nè? Đâu? Có phi. Chuối hả? Dính. Chú hang nè, đụng đuôi không? Đụng cái đuôi nào? Chú mừ. Dính luôn Đạt. Dính. Cũng nhỏ. Để lên bờ luôn đi, để lên bờ chú bắt bao vô. Ê, à. Một. Ồ. Đây cả nhà. Wow. Ôi. Ý rồi cả nhà ơi. Phi bự bự mà. Ê. Hả? Ai bắt? Con. Phải không? Bắt dựng cá hay dựng? Cá nhỏ xíu à. Ồ, bắt dựng cá nhỏ xíu. Ừ. Con nghĩ mà cũng có bắt được cá là được rồi chứ. Ừ, cục vàng bắt được con cá nhỏ. Thả luôn đi Quỳnh ơi. Bắt cá thả luôn đi Quỳnh. Dữ vàng. Để em còn nè. Đâu? Của phi bự, của phi bự. Chui hang không à? Chui hang không à? Ừ, cá vô hang mà. Tại mình bồi sinh động nè. Vô luôn. Ôi, ê, đừng buông cái Đạt. Dữ lắm cá phi rồi. Quá trời. Lên trên kia Đạt ơi. Để nhảy nhảy xong. Một con này có nửa ký. Wow, cái nhà. Xích lên trên kia Đạt ơi. Lên kia chụp vô hình cái. Ôi, đây cái nhà. Mẹ, đưa đèn đền cho con cá. Cái bọc là bọc lưới đẳng nha em. Đừng có đụng Quỳnh, họ nó chưa ừ. Nữa đó, nhìn tối nữa đó. Ủa em có đụng đâu. Ừ, vô rồi cả nhà ơi. Đụng vô rồi. Luôn. À. Dạ, ừ. Nhóc nó luôn. Dở lên nè. Quá. À. Đúng vô, không có ngon rồi cả nhà ơi. Anh Đạt mò cá bự mà Quỳnh mò con tí tí không? Chứ không. Không chịu đâu, kêu anh Đạt đền cho con cá đi. Đưa mày mày làm ruột nữa hả? Mấy nụ kinh nuôi lụt này luôn. Ừ. Hay nhóc trơn Quỳnh. Thôi được rồi Đạt ơi. Ê dở lưới lên Đạt. Có lưới nó có dính lưới không? Ê cá lục kiến. Cá lục kiến hả? Cho bắt hả? Đâu. Ờ. Bắt thử ra dính không Quỳnh? Đút vô. Vậy cái đuôi nó cầm chắc nha. Dài không á.
Kỹ kỹ nha. Mất chừng cá đầu kiến lôi con vô ăn nha. Mất tiêu rồi. Dính không? Nắm chắc nha. Wow, dữ dằn. Lấy đi trời ơi. Đâu anh? Cá này nãy mò. Dữ dằn. Xíu nữa cá chân nước lại luôn rồi. Chừng cá nãy lại luôn rồi. Cười đau bụng. Cái này sâu lắm chưa? Sâu. Quay nội lại nhỉ? Có. Dám xíu quỳnh đi cá heo luôn rồi. Trời ơi, nó cứ ngắt kìa. Nó lôi vậy nè, lôi vậy nè. Rồi sao? Lôi vậy nè. Không có gì hết. Bỏ lưới lên trên bờ luôn rồi. Ờ, nãy nắm được cái đuôi xếp nó lọt vô trong rồi. Chưa còn nữa. Thôi, cô 20 đó bỏ lại đi Đạt ơi. Nhiêu được rồi, mệt quá. Rồi, thành quả cả nha. Ôi ngon cái nhà ơi. Hết hồn hai cái phi này, ký lô cho hết em. Được mấy cái lóc không biết nữa. 5 con cái nhà ơi. Quá trời ngon luôn. Hơi mệt. Động nó vô hang á. 4 cái phi, 5 cái lóc với con cá rô. Thì chắc em cái này mình làm đồ mắm ha bầu. Thì em chuẩn bị nấu lẩu mắm cả nhà ơi. Mộ này chúng bày cá luôn. Thì bà xã em cũng bằng xong hết trơn rồi. Ủa bữa nay gỗ cá 2 kg cả nhà ơi. 4 cá lóc 1 ký rồi. Với 4 cá phi nữa. Thì lẩu mắm của em nấu cái đó nhừ nó gã xong cái em được cả nhà ơi. Đây thì nồi nước lẩu cũng sôi rồi, mắm nó bay mùi thơm. Bữa nay em nấu mua 30.000 mắm luôn. Cho nó kẹo mắm em cũng được xong rồi cả nhà, đổ vô sấy mà đổ cho nó thơm. Cho nó cặn nhưng mà chưa cặn lắm. Nãy anh lượt rồi mà. Wow. Mùi thơm cả nhà. Nước để nấu gì cho? Này nước lẩu con. Con mắm. Thơm quá. Lục con không? Thơm quá, thơm luôn. Để cho nó sôi lên cái mình đổ vô bên đây. Sôi rồi đó. Nhắc xuống đi, đổ vô đây đi bột. Bay mùi thơm là đói bụng mình đó. Hấp dẫn quá. Cá vô cả ngày. Chút vô đại đi em, chút vô hết luôn đi. Bữa nay thợ nấu làm lẩu mắm thì cũng được 2 bịch chả cá và bỏ vô nấu lẩu luôn cả nhà ơi. Đây rau em cũng chuẩn bị soạn sẵn hết rồi cả nhà. Đây thì có những cà, củ qua, đậu bắp, rau muống với đột bí hay đột bầu ta, đột bí với cải. Thì ở này ở nhà em không rồi cả nhà. Chỉ có rau muống với cải này là em mua. Còn cà với củ qua với bông bí là ở ngoài vườn. Ồ, dĩa hoành tráng luôn, đúng không?
ta nấu đó bụng gì ta nấu chưa hả? Mới ăn cơm thì đây xuống dưới nhà vườn của ba em á cả nhà, thì có gì thì xây sót rất mong cô chú anh chị thông cảm. Cái nồi lẩu cả nhà ơi, có rung tay không em? Bò gì vừa thôi để xong rồi mình ăn tiếp. Đây cả nhà ơi, đây cá dưa mình gao đồ mình cũng chuẩn bị sẵn hết rồi. Chưa quá thì hết bún rồi. Sáng loại bắt cá quá trời luôn mà. Ủa bà nội đâu cha? Bà nội đi đám rồi. Chúc ngồi vô luôn đi em. Bỏ rau thơm vô luôn đi. Gái giỏi quá ta. Cá nghe trứng cái lóc mà. Lội mình mẩy thục xình hết trơn luôn. Bỏ mấy cái đầu nó mau chín, lâu chín bỏ vô trước. Ra vô chúa nè. Cái này gái ha. Chỗ tài với cơm. Dừng gót dưới rồi. Thì lẩu mắm cũng chín rồi cả nhà. Thì em cũng mời cả nhà dùng bữa cùng cha con với mấy anh em luôn nha. Gió lẩu. Bỏ rau vô đi. Rồi, con muốn ăn gì con bỏ nấy. Bỏ đậu bắp vô. Đậu bắp với hủ qua, cà rồi đó. Rau rồi đó. Mời cả nhà dùng bữa cùng gia đình em luôn nha. Mời cả nhà ăn cơm. Dùng đây. Hôm nay có ba em sáng ra ngoài bồ cây. Mò mương vườn. Mời cả nhà ăn cơm. Bỏ rồi. Cá chín rồi đó, gấp ra dĩa, bỏ ra ngoài ra dĩa hết rồi. Bỏ ra ngoài nha. Rồi nha nha. Chú ăn cơm với con. Mời cả nhà ăn luôn nha. Mời cả nhà ăn cơm với em nha. Ăn cá quá ngọt. Cá lóc đó gấp cái dĩa này để nó gã cho. Cá tầm cá lóc. Này cá lóc có mương vườn á cả nhà. Sáng em đạt mò được ít 4-5 con mà có con kia nó không được bình tĩnh hình thả. Mẹ mình cũng mới đám về cả nhà. Chào cả nhà. Chào cả nhà nha. Thì mẹ mình cũng mới đám giỗ ở bên cái xóm dưới về. Thằng Minh Mạnh đi Đăng.
đúng gao hả? Mình lên mình nhanh lên đi. Bữa nay có em Đăng đi làm tiếp cha mình ở ngoài vườn đó cả nhà. Rồi. Với có mấy đứa cháu có Khanh nữa, mấy cá. Em Khanh thì hổm gài bên kia thì đi làm vừa cây cho người ta cả nhà. Bữa nay rảnh xuống bồi cam với chanh là tiếp ngoài. Cá quên. Cá trong đó còn nhóc chân vớt cái đi mình bỏ cá khác vô. Cái gồ. Gồ cái gồ ngon quá. Nhỏ mình phải hai con thôi đứng mà. Bạn vẫn mà. Bắt cá lưu kiến rồi tưởng lôi đi luôn rồi chứ. Bán hòm quăng lên bà luôn. Đó giờ ông đi xuống mưa bắt cá. Phải thêm gấp nữa. Ừ. Ngồi đứng được đấy hả? Năm cao phê. Động động là nó chạy vô hàng. Động động là chạy vô hàng. Tết xả mới nó bắt. Hồi nãy cá lóc chui vô một hai con cá lóc chui vô hang mà thụt con tưởng có con à. Còn kia ông Quỳnh thụt vô chạy ra ốc rồi. Chì nóc hết trơn. Quỳnh lẹt không á. Quỳnh hết hồn. Em đã chạy ra rồi. Mình cũng mời cả nhà dùng bữa cùng cho con với mấy anh em luôn nha. Sửa gì vậy? Mới có sửa đâu. Mới hay sửa đó kìa. Khanh mà. Mình xuống chín rồi nghe con. Bay lên bờ xong cái nó lộn dưới lại nó bay hơn vậy trời chứ nó đã trời nãy giờ.
quá trời ngon luôn cả nhà ơi. Biết lâu ăn rồi lẩu mắm. Gấp gì? Quả mười giờ. Con gì Bình? Cá không? Cá lóc nè. Cái đuôi cá lóc nè. Cá này không? Được. Nè con vẽ đi. Chiên hả? À? Dạ mà. Nói ra chiên ra. Rồi nó bấm. Nó cái nhà dùng cơm nha. Thôi quên. Cái chín nữa. Mà ngon hả? Ừ. Mãi nhóc chơi. Trời một tay bắt được cái u hủy đụng 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 á. Con u hủy chà bá. Mò vô 4-5 con nè. Mò không mà dính vô hàng. Gã luôn, đồng, đồng, gã luôn. Cô ba con Tết làng nãy thấy không, 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 không mận đâu. Quên con cô quẹt. Dớ vậy mà nó không vô hả? Cồn. Cồn lắm, nụ vô dớ. Đụng lưới nó chạy ra chưa? Rau một hai con vô quá ngon nè. Mày không mà nói gấp mày chưa? Mời cả nhà, mời cả nhà Lý Quỳnh. Cá nè. Dỗ nó làm cái nào ăn ăn ta. Ăn cái ăn đó mày. Ăn lẩu này kia thì mình hương thì nó ngon. Mày không có cục nêm nữa hả? Ừ. Nêm cái đó. Bồ đề. Hương. Bồ đề. À. Ngon Bình. Ừ. Đợi con. Đợi con ngon nè. Bí ngon nè. Bí nè. Bí cho nó cho nó. Ăn gì vậy Út Đăng? Cá đăng đi Đăng. Mì nở rồi ăn đi. Ừ. Làm trứng mì nó ngon luôn cả nhà ơi. Cá nữa. Bắt cá hồi sáng xíu rồi cá chất nước rồi. Thì gia đình em cũng dùng bữa hết xong rồi cả nhà. Thì clip của em xin tạm dừng ở đây cả nhà ơi. Chào cả nhà nha. Chào cô chú. Thì cũng cuối video. Chúc cô chú anh chị và các bạn có một ngày mới thật nhiều sức khỏe. Và hẹn gặp lại.